Vâng, chào các bạn. Mấy nay mưa bão quá cho nên cũng không có thời gian đâu mà đi quay video clip nhiều. Thì đợt này ha, đợt trái này nè là bị mưa dữ lắm. Quốc mà mưa là mưa 10 ngày 10 đêm liên tục á. Thì nhiều vườn cũng lắm. Và cũng có rất nhiều khách hàng điện thoại hỏi mình là Thái ơi, có bộ thuốc nào đậu trái đồ ngon lành đồ không? Để làm sao cho trái đồ nó ngon, chứ mưa kiểu này chắc bao nhiêu vốn liếng bay hết quá. Thì đúng rồi các bạn, tại vì cái đậu trái là cái giai đoạn quan trọng nhất của cây sầu riêng mà khi làm bông. Mà cái giai đoạn này rất là dễ mẫn cảm, chỉ cần mưa mà mưa trữ lượng nước hay trữ lượng nước mà nhiều quá, mưa mà dập liên tục như vậy, mưa chỉ cần 2 đêm thôi là thấy muốn chết rồi. Đằng này nó bão tới 10 ngày 10 đêm. Thì vườn này đi theo phương pháp của mình, nay trái được như thế này ha, coi như là mừng lắm. Nói chung là mình mừng cho chủ vườn. Chủ vườn thì nói chủ vườn nói là không giữ ý, còn mình nói mình thấy vậy là mình giữ ý rồi. Còn muốn đậu nhiều hơn nữa thì thôi mình thua. Mình chỉ được như thế này thôi ha. Để mình zoom cho các bạn coi là cái trái nó như thế nào. Đó. Thì cái bộ đậu trái mình đang đưa hôm nay á, là rất là mắc tiền. Đó, các bạn thấy đậu ha. Còn trên nữa nè. Đó. Đậu chùm chùm như không ha. Gai nở, trái tròn, đàng hoàng. Không hề chơi bắt lo nha các bạn. Còn phần trên nữa. Đó. Thì các bạn thấy không? Tỷ lệ đậu trái. Chẳng hạn như cây này đi. Là dư số trái của nó rồi. Thì mình đang zoom cho các bạn coi. Đó, còn về thuốc đậu trái thì mình cũng đã giới thiệu ở cái clip trước rồi là thuốc đậu trái mình đưa gì. Này là bộ đậu trái này, không phải là một bộ sản phẩm đậu trái, không phải của Ý hay của Mỹ hay của Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đức, Đức, Mã Lai gì chứ ha. Bộ sản phẩm này của Hằng Thái. Ha, bộ đậu trái sầu riêng của Hằng Thái để được như kết quả này. Ha, đó, để mình quay cho các bạn coi trái bữa nay được như thế này. Đúng, nếu đúng thời tiết á, là mình sẽ cho vỡ mủ. Nhưng mà sao? Do chuẩn bị bão Boni Goni gì đó, chuẩn bị vô nữa. Cho nên mình sẽ cho vườn này để mủ thêm khoảng vài ngày nữa. Thì qua bão đi, 3 hôm nữa thì mình sẽ cho vỡ mủ và mình sẽ cho rải phân. Đó, các bạn thấy ha, trái. Đó, các bạn thấy không? Tỷ lệ đậu trái nè. Đậu trái mà đậu chùm chùm không chứ không phải đậu riêng lẻ nữa. Rồi còn phần trên nữa nè. Đó. Trời ơi. Đậu là phải vậy thôi chứ. Chứ muốn gì nữa bây giờ. Đó. Mình cho các bạn coi nó trái ha. Đó. Trái nó ở đầu chùm chùm như thế không. Đó, đáng lẽ vườn này chủ vườn phải ra tỉa trái cho mình. Chút nữa mình sẽ điện mình báo chủ vườn. Ừ, anh chị ơi ra tỉa trái đồ, chuẩn bị ha. Đó, đậu trái như thế này nè các bạn. À, mấy trái này nè, sau này nó nặng ký dữ lắm. Tại vì nó có xương. Nè, bên này nữa nè. Đó. Các bạn thấy không? Đây, tỷ lệ đậu trái cả vườn. Rồi. Bộ đồ sản phẩm đậu trái. À, các bạn sẽ hỏi ừ giai đoạn này sẽ rải phân gì, phân gì thì chưa rải được đâu, đại đang mùa mưa. Còn thuốc thì mình cho xịt thuốc gì cho dưỡng trái, cho tròn trái, xanh gai, cho nó nặng ký. À, làm sao quan trọng là giờ này nặng ký và chống rụng, thì cái bộ sản phẩm chút nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, mọi cảm ơn các bạn tiếp theo ha, theo dõi phần sau giúp mình. À, để bộ sản phẩm đầu trái của Hằng Thái nè, nhánh khác nữa nè nha, chứ không phải quay con nhánh đó đâu nha. Rồi bên kia nữa nè. Đó, đây đây. Đó, nó đậu những chỗ cần thiết không, những cái chỗ mà sau này cái trái nó ra bự. Cái bộ sản phẩm này á, gọi là bộ sản phẩm đậu trái của hàng kỹ sư Thái. À, các bạn khỏi kỹ sư Thái nghe nó kỳ cục quá cũng được, nó nghe kỳ. Bộ sản phẩm đậu trái của hàng Thái ha. À, thì nó gồm 4 sản phẩm. Cái bộ này là 315.000, nguyên cái bộ này nè là 315.000 và không cần thêm thuốc gì nữa hết, chỉ cần có thể thêm thuốc sâu rồi thôi, chẳng hạn như thêm một ít Clovifos hay thêm một ít phíp gù nghiêm gì đó, ví dụ vậy. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cho 4 sản phẩm chủ yếu này thôi. Về cái gì? Về cái MBZ này nè, MBZ này ha. À, MBZ Italia ha. À, đưa này vô làm gì? Mập bông chậu trái, nó mập bông lên, nó chậu trái lên, nó đậu trái ngon lành. Bởi vì thành phần của nó là gồm có này kia nọ hết, mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều clip rồi, thì mình chỉ nói sơ cái gì thôi. Về cái MBZ, một bộ của nó như thế này. MBZ đậu trái nhiều, dưỡng hoa dưỡng trái, nghĩa là MBZ này mình đưa cho khách hàng phun từ giai đoạn ra bông, thậm chí giai đoạn kích bông luôn các bạn, từ kích bông đến khi ra trái, trái đặt 1 kg thì mình ngưng, mình không cho xài nữa. À, thì cái này là MBZ Italia, nó là một cái sản phẩm về dưỡng, về cái đậu trái, về cái dưỡng bông. À, rồi một cái sản phẩm tiếp theo nữa là cái quality này.
là canxi magie. Thì khung lên làm gì? Cho chống rụng hoa, chống rụng cúng hoa, dai cúng, và magie dùm cho xanh da và xanh trái, cái xanh cái cúng và xanh cái trái ha. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, canxi thôi. Nhưng mà vậy nè, nếu như các bạn cứ nghĩ là canxi đồ cao này kia nọ, đồ khung vô càng cao càng tốt, nhưng các bạn thử rồi, các bạn lấy canxi mà các bạn khung nhiều cơ, nó sượng trái luôn, cái trái nó cứ ngắt lại nó không lớn. Mình đã có thấy một vườn nhưng mà mình không dám quay lại, một vườn phun bồi dưỡng rất là nhiều, phun canxi dưỡng trái này kia nọ, phun xong cái trái nó tẳng lên luôn, cái trái nó nhỏ luôn các bạn, nó không đớn rồi lại bỏ luôn rồi, vườn nó lại bỏ. Bây giờ nhờ mình làm lại, mình chưa dám đồng ý ha. Thì cái vườn đó sau này sẽ tính tiếp. Rồi một cái sản phẩm tiếp theo nữa là cái multi te đặt gam, các bạn hiểu cơ bản là combi đi, nhưng mà combi thì combi của Ý, dạng này dạng nước và thành phần chung vi lượng của nó cực kỳ cao, coi như là đứa này vô làm gì, đứa này giống như kiểu là chung vi lượng đầy đủ, đưa vô là cung cấp một cái chung vi lượng đạm ga sắt đồng kẽm mangan magie gì đó đầy đủ vô, làm cho gì cây không có thiếu gì hết, đưa vô là sinh lực mạnh mẽ, sức mạnh tràn trề, đậu trái chùm chùm đó. Nó hiểu đơn giản là vậy thôi đó. Một bộ sản phẩm của Italia ba chai một quốc vô này. Rồi thêm cái nữa là cái gì, thuốc trị bệnh. Thế nào các bạn cũng sao hỏi thuốc trị bệnh nằm đâu, đó là cái gì, đó là cái Facebook này. Mình cũng đã giới thiệu nhiều về sản phẩm Facebook này rồi, thì nó Facebook 35 325 XC, hàng của Sri Lanka ha. À, chai này nguyên cái bộ này luôn nè, là 200 lít nước, không rồi bắn mùa mưa nha. Nhưng mà nếu ra trái rồi thì nó sẽ khác, nhưng mà mình đang bắn bộ này 315.000 cho 200 lít nước bắn trái đậu trái rồi ha. À, Sri Lanka không cần giới thiệu gì nhiều nữa, nó chỉ vòng vòng vậy thôi. Rồi các bạn có nhu cầu mua hàng để phun cho đậu trái trên cây sầu riêng, hay là cái bộ này phun trên cây chanh vẫn được, nhưng mà với chanh đó, bộ này tới 400 lít nước nè. Ví dụ như trên chanh mình sẽ đưa các bạn 400, hay là trên rau bầu bí dưa, bầu bí dưa này thì cũng 400, dưa hấu được cũng vậy, ớt cũng vậy luôn, chứ không phải là cái bộ này là phun 200 lít nước nha các bạn. Tùy theo đối tượng cây trồng là mình sẽ có cái liều dùng nó khác nhau, chứ không phải là cứ đúng 200 lít nước bắn chết luôn. Thứ nhất chết tiền, cái hai nó ngộ độc. Này thì không có ngộ độc đâu, nhưng mà nó uổng tiền lắm, bởi vì cây nó không ăn hết. Giống như kiểu các bạn một ngày ăn có 3 chén cơm, mình cho các bạn một ngày ăn 6 chén cơm, kêu ăn 2 ngày đi, ăn lần một sao ăn nổi. Ví dụ cây trồng cũng vậy, thà giảm liều ra nhưng mà phun nhiều lần, chứ đúng một kiểu mà tăng liều lên mà phun một lần hư hết. Rồi nó chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn những video clip lần sau.